Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp cái phần qua phần hắc lóc khúc. Thì cái hàm hắc lóc khúc thì về cấu trúc bên trong nó cũng giống như hàm V lóc khúc, nó cũng bốn thành phần. Thứ nhất là mình lấy cái mã dò. Dò ở cái bảng nào và hồi nãy bên V lookup là cột thứ mấy, còn cái này mình điếm là dòng thứ mấy. Còn cái cách dò nó giống hệt các bạn, cũng là không. Đối với cái mã dò nó là chữ, còn một là số. Nó có hai cách dò, thì nó có hai không hay một là do cái mã dò quyết định. Nếu như mã dò là chữ thì số 1, còn số và ngày tháng thì là 1. 0 hay 1 là do cái mã dò quyết định nha các bạn. Đó. Rồi. Trong trường hợp này, đối với cái bài này thì sao ta biết nó là VH? Thì bây giờ mình mục đích là muốn lấy tên hàng về, thì các bạn sẽ nhìn quan sát, nghĩa là tên hàng ảnh là nằm ở trong cái bảng này, bảng 1. Và do nó nằm bảng 1 mà các giá trị mã nằm trên một cùng một dòng. Cùng một dòng. Ở đây ta có thể kết luận là dòng số 4 chứ không thể kết luận cùng một cột, tại mã nó nằm rải rác trên nhiều cột. Và sau khi tìm ở bảng này thì ta lấy dữ liệu tên hàng đem về cái bảng lớn của chúng ta. Vậy ở đây mã hàng nó là dòng các bạn, dòng 1, dòng thứ nhất. Tên hàng là dòng 2 và đơn giá là dòng 3. Vậy đối với trường hợp này cái mã nằm trên dòng thì các bạn sẽ dùng hlookup, trên cột thì dùng V. Rồi, bằng hlookup. Các bạn cũng lấy cái mã hàng của bảng lớn, dò ở bảng 1, nhấn F4 lại. Do mục đích muốn lấy tên hàng về, tên hàng nó là dòng thứ hai trong cái bảng đó. Và cái mã dò chúng ta nè là chữ nên cuối cùng nó là không. Rồi các bạn copy xuống. Tương tự như vậy, số lượng đơn giá sẽ bằng số lượng nhân cho thành tiền bằng số lượng nhân cho đơn giá, mà đơn giá nằm ở dòng thứ ba của cái bảng này, chúng ta cũng dùng hlookup giờ. Do mã nó nằm trên cùng một dòng, cùng một hàng luôn, thì mình sẽ dùng H. Trên cùng một cột sẽ dùng V. Và đơn giá trong trường hợp này là dòng thứ ba trong bảng. Và mã dò nó là chữ nên chúng ta là số 0. Nó có 4 thành phần. Sau đó các bạn copy cùng tất số. Tương tự như vậy, V hồng nếu lớn hơn bằng, nếu là dùng hàm if, số lượng các bạn lít vô số lượng lớn hơn bằng 40 phẩy, hết một thành phần là phải 20% nhân cho trị giá, ngược lại không. Hàm if chúng ta phân tích kỹ, nó có 3 thành phần. Nếu mà cái điều kiện này nó đúng sẽ lấy giá trị đầu tiên, còn nếu mà điều kiện này nó sai sẽ lấy giá trị cuối. Doanh thu bằng trị giá trừ huê hồng. Các bạn có biết không? Như vậy thì mình đã hướng dẫn xong các bạn cái phần hàm hlookup cơ bản. Thì các bạn có thể phản hồi thông tin bằng comment ở dưới. Xin chào các bạn.